Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện truyền cảm hứng phối hợp với câu lạc bộ đồng hành cùng sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Sài Gòn Vang Bóng của tác giả Lý Nhân Phan Tử Lang. Sài Gòn Vang Bóng của nhà báo Lý Nhân Phan Tử Lang là một cuốn sách đế ắp những tư liệu về Sài Gòn xưa. Đó là chuyện về chợ biến thành xưa và nay, chuyện về dinh xã Tây, tức tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện thời; chuyện về phủ Đầu Rồng, tức dinh Độc Lập được xây dựng như thế nào; chuyện ly kỳ về chùa Khải Tường được giải mã ra sao. Có thể nói, những câu chuyện liên quan đến các di tích lịch sử và nhân vật nổi tiếng trong Sài Gòn Vang Bóng, thoạt nghe qua ta thấy rất quen, tưởng như đã đọc, đã biết từ lâu. Thế nhưng bên cạnh những điều quen thuộc ấy, vẫn có những gốc lạ. Cái sự lạ ấy trước hết là do sự khúc xạ của ký ức tác giả. Thứ nữa là nhờ vào những kỳ duyên mà tác giả có được từ những tư liệu gốc. Những tư liệu này hầu hết được xử lý một cách thận trọng, có sự đối sánh ở nhiều góc độ. Trong đó có sự rà soát những nhân chứng sống. Và đó là một may mắn mà không phải tác giả nào cũng có được. Sài Gòn Vang Bóng hẳn nhiên là Sài Gòn với những không gian thoáng đãng, tinh tế nhưng chịu nặng trong suy tư, hoài niệm. Sài Gòn từng rất đẹp và hiện vẫn lung linh, nhưng rõ ràng nay đã là một vẻ đẹp khác, với cảm trạng và góc nhìn khác. Sài Gòn Vang Bóng không phải là vang bóng một thời, mà là sẽ luôn vang bóng nếu chúng ta biết cách nhìn nhận, biết nâng niu, biết hành động để gìn giữ, xây dựng những vẻ đẹp đó. Cũng như vậy, qua những trang sách, chúng ta dần bổ khuyết cho những thiếu sót hoặc những nhầm lẫn để có được những tác phẩm đặc sắc hơn về Sài Gòn ngày hôm qua và hôm nay. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.